Nghe rõ không cả lớp? Cẩm Ly nghe rõ không? Các bạn nghe rõ không nhỉ? Nghe rõ thì chat thì biết như thế thì online nhớ ngồi nghiêm túc nha. Cam thì các bạn có thể du di được nhưng mà mic buộc phải có nha mấy đứa nhé. Mic buộc phải có. Thầy gọi mà không thể phản hồi thì thầy xin phép cho ra khỏi nhóm nha. Cho ra khỏi buổi học hôm đấy. Mic buộc phải có nhé. Để còn trả lời các câu hỏi. Tranh thủ lúc chờ các bạn đang đang vào trong buổi đầu học on chắc chưa biết hết link, thầy tranh thủ để dành một chút nha. Bạn nào có tên thì bật mic này có cho thầy nhé. Ok không? Chị có một buổi. Đó. Đầu tiên này, Bảo Ngọc có đây không? Có. Cẩm Ly. Có. Ừ. Xong thư gì đây? Sợ thế. Hoàng Dương có đây không? Hoàng Dương. Chú ý nha, cả lớp nha, chú ý nha. Lê Đức Anh. Lê Đức Anh có đây không nhỉ? Vắng này. Hải xin phép đây này. Quang Dũng. Có đây không nhỉ? Quang Dũng có đây không? Nói to lên mấy đứa ơi. Có đây này. Đàm Quỳnh có đây không? Đàm Quỳnh có đây không nhỉ? Bạn này thấy ở đây mà sao? Bạn Đàm Quỳnh có ở đây không đây? Trần Minh Châu. Có. Đỗ Nga. Có. Hà Linh. Có. Hiền. Ừ. Rồi. Hiền chưa có đây à? Hiền chưa có đây. Lê Hưng. Lê Duy Hưng có đây không? Có à. Lê Ánh. Có. Duy Anh. Long Giang. Long Giang. Long Giang chưa có à? À, Long Giang có đây từ đây. Minh Trang. Minh Trang ở đây không? Chưa có. Nam. Có. Ngọc Linh. Có ạ.
Song thư. Quỳnh Anh. Có. Thanh Hường. Có. Rồi, Thảo Lan xin phép này. Thảo Nguyên. Có. Thu Hòa xin phép ở muộn này. Thùy Chi. Có. Trần Ngọc. Có. Trang Hoàng, Hoàng Trang. Có. Tuệ. Có. Tường Vi. Tường Vi có đây không nhỉ? Tường Vi vắng này. Hà Anh. Có. Minh Thư. Vương Quỳnh. Có. Yến Trang. Buổi sau nếu mà có bài học on nhé, thế là nó từ có phải thôi thì các bạn sẽ đỡ mất thời gian điểm danh thôi, rồi thấy đỡ về điểm danh thì các bạn sẽ ghi ghi tên của mình theo số thứ tự nhé, trong cái danh sách lớp học thêm ấy, các bạn sẽ ghi như kiểu số 1 Cẩm Ly, số 2 Đàm Quỳnh chẳng hạn, các bạn ghi theo số thứ tự các bạn ở trên đấy thầy tiện nhìn cho dễ, thì đỡ phải điểm danh mất thời gian. Ok mày đấy nhỉ, thao tác nhanh, có hiểu ý thầy không? Như kiểu là số 05 Đỗ Nga chẳng hạn, là trên trên danh sách học thêm các bạn số bao nhiêu thì các bạn ghi bên cạnh vào số 05 Đỗ Nga, kiểu như thế thì mình đỡ đỡ mất thời gian điểm danh. Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Nếu nếu có buổi sau thôi, còn thầy sẽ cố gắng hạn chế học on hết sức có thể vì thầy không thích dạy on. Thôi bắt đầu nhé, bắt đầu dần đi, không thích dọn lắm, tình thế bắt buộc có phải dạy on thôi, còn thầy sẽ cố gắng hạn chế hết sức có thể. Ok thì hôm nay mình sẽ học một cái bài tiếp theo là bài số 2 phần hình nhé. Bài số 2 là hệ thức lượng. Hệ thức lượng. Hệ thức lượng trong tam giác. Bài này hơi khó một chút, các bạn nhìn hơi sốc nhưng ứng dụng của nó thì siêu hay. Dụng thực tế tính toán siêu hay. Hệ thức lượng trong tam giác. Các bạn nghe cái từ hệ thức lượng các bạn nghe quen không? Nghe rất quen đúng không? Là mình học cho tam giác vuông đúng không nhỉ? Thì ở đây nhá, như kiểu là tam giác vuông chẳng hạn. Đây là A, đây là B, đây là C. Nếu như thầy có cạnh này rồi thì mình sẽ tính là BC bình bằng gì em nhỉ? Bằng AB bình cộng AC bình. Thì đó là cái Pythagore của các bạn đấy. Hay hệ thức lượng tức là hình chiếu đường xiên các kiểu đấy. Thì đấy hệ thức lượng tam giác vuông. Nhưng mà trong hôm nay lớp 10 rồi, mình sẽ học tổng quát hơn là mình sẽ tính cạnh trong tam giác bất kỳ. Các bạn nhớ nhé. Tính cạnh trong tam giác bất kỳ. Ok em nhỉ? Nên là nó sẽ khó một chút thì các bạn nghe đây này. Phần đầu tiên, phần 1 là định lý cosin. Định lý cosin. Định lý cosin. Định lý cosin. Có chung định lý cos. Thì cái vấn đề ở đây là gì? Không phải lúc nào trong bài toán ý là mình cũng có sẵn tam giác vuông để làm. Có giải thầy không? Nếu tam giác vuông nhé, thầy có cạnh AB rồi, có cạnh AC rồi, thì em hoàn toàn em Pythagore em ra được BC. Tức là em có hai cạnh và một góc vuông xen giữa thì em sẽ tính được BC theo Pythagore. Nhưng vấn đề đặt ra câu hỏi là gì? Là nếu như thầy cũng có cạnh AB rồi, có cạnh AC rồi. Em hiểu vấn đề không? Nhưng mà góc này không phải vuông, nó là góc alpha bất kỳ chẳng hạn. Thì câu hỏi là BC tính kiểu gì? Ok, nếu đặt ra là câu hỏi là BC tính kiểu gì? Thì hôm nay mình sẽ nghiên cứu những cái này. BC tính kiểu gì? Thì em nghe định lý cosin nhé. Đầu tiên là thầy cho tam giác ABC trước, nghe cái mẹo nhớ này, cái mẹo nhớ rất là quan trọng mấy đứa ạ. Cho tam giác ABC nhá, A, B và C. Nghe các ký hiệu cạnh này, nghe rồi chép. Nghe các ký hiệu cạnh nha. Cạnh đối diện với chữ gì thì độ dài sẽ là chữ đấy. Ví dụ cạnh BC đối diện với chữ A thì mình sẽ gọi là A nhỏ. Hiểu vấn đề không? Cạnh AC sẽ là B nhỏ.
và cạnh AB đối diện với C nó sẽ là C nhỏ. Các lớp hiểu vấn đề không nhỉ? Thì mình có cái đầu tiên này, các bạn nghe nhé, nghe cách nhớ này, nghe cách nhớ nha. Công thức sẽ hơi dài nhưng mà mình có cái mẹo nhớ thôi, nghe này, là na ná Pythagore, na ná Pythagore tức là BC bình, em nghe này, BC bình bằng gì? Pythagore sẽ là gì? Sẽ là AB bình cộng AC bình. Đúng chưa? Đúng Pythagore hay không? Nhưng mà na ná thôi nhá. Trừ đi, nhớ này, trừ đi hai lần tích, hai lần tích nhân cốt log xen giữa. Nhớ này nhá. Trừ hai lần tích nhân cốt log xen giữa thì đấy chính là tính cạnh BC bình. Ok chưa? Nhớ cái mẹo nhá. Na ná Pythagore nửa đầu giống hết Pythagore luôn, nhưng nửa sau là trừ đi hai lần tích nhân cốt góc xen giữa. Ok không cả lớp? Thế bây giờ thì hỏi luôn các bạn một câu nhé, hỏi các bạn trả lời luôn này. Thế bây giờ thử một Lê Ánh nào, Lê Ánh cho biết này. Thế đọc bật mic lên nào, trả lời luôn. Lê Ánh có đây Dạ. không? Ừ, thế bây giờ hỏi nhé. Thế bây giờ AC bình sẽ bằng gì? AC bình bằng AB bình cộng BC bình ạ. Đúng rồi, bằng BA bình, gốc là B đúng không? Cộng với cả B C bình BC trừ gì nữa? trừ 2 AB BA B BC nhân nhưng có gốc BC gì nhỉ? Có gốc gì? cốt góc AC đối diện với B mà sẽ là cốt góc B. B. Hiểu ý không? Ok chưa? Hiểu không nhỉ? Rồi ok, cảm ơn Ánh. Thế tiếp tục nào. Bạn Minh Thư nè, Vương Minh Thư nè. Thế cho thầy hỏi này, thế A B bình bằng gì? A B bình bằng gì? Thầy AB Minh bình Thư, Vương bằng Minh Thư có đây không? Nói ra to lên một chút. AC bình cộng BC bình Đúng rồi, cộng C B bình, tiếp tục trừ gì? trừ 2 CA nhân Đúng rồi, CB đúng rồi, nhân gì? Cốt góc xen giữa là góc nhân gì? cos. Đúng rồi, tốt. Ok, thì đây chính là định lý cốt của mình nha. Các bạn đóng khung được em à? Đóng khung được em à? Ok chưa? Đóng khung được em à? Đấy, đây chính là định lý cốt. Đây chính là định lý cốt của mình đấy nha. Định lý cốt. Được chưa? Ok cả lớp. Các bạn xong chưa? Chép xong chắc thì ok để thầy giảng tiếp nha. Chép xong chắc thầy ok. Nhìn hơi dài đúng không? Nhưng mà cái mẹo nhớ thầy vừa nói rồi đấy là na ná Pythagore. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Nhưng mà trừ đi thì đấy, hai lần tích nhân cos xen giữa. Đấy thì đấy là định lý cốt của mình là như vậy. Xong rồi cả lớp. Vị trí nghe hiểu được không? Có. Ừ. Nhưng mà bây giờ thầy nói các bạn nhé. Các bạn có bao giờ gặp tình trạng này không? Tức là công thức có rồi, tất cả công thức mình có rồi, nhưng vấn đề là mình không biết áp dụng. Tức là vào bài đấy mình không biết áp dụng công thức nào. Đấy, tình trạng đấy tình trạng rất là hay gặp. Hiểu vấn đề không nhỉ? Tức là công thức các bạn có hết rồi, hiểu vấn đề không? Nhưng vấn đề là vào bài này mình áp dụng công thức nào mình không không biết, để chỉ đấy là một tình trạng chung của các bạn hay gặp như vậy. Thế bây giờ vấn đề mình hiểu là muốn áp dụng như cái gì thì mình phải có một cái dấu dấu hiệu. Em hiểu vấn đề không? Thì cái dấu hiệu là dấu hiệu, tức là cứ nhìn thấy dấu hiệu này thì chắc chắn nó sẽ là định lý cosine. Hiểu vấn đề không nhỉ? Định lý cosine. Các bạn hiểu vấn đề không? Đã phải có một cái dấu hiệu rõ ràng. Nhớ về dấu hiệu nhé. Quan trọng cái dấu hiệu này là đọc đề lên. Mai sau mình học rất nhiều công thức nhưng mà đọc đề lên, à bài này chắc chắn phải là cái này, không thể hơn được, thì phải bảo có cái dấu hiệu. Nó ghi cái dấu hiệu nào, các lời ghi cho thầy là nếu một tam giác là một tam giác nó cho, nếu một tam giác nó cho, nếu một tam giác mà họ cho hai cạnh và một góc. Nhớ cho thầy nha,
Nếu người ta cho hai cạnh và một góc thì chắc chắn ngay là sẽ dùng định lý cosin. Dùng định lý cosin. Cosin. Em nhớ như thế nhé. Cứ nhìn mấy tam giác ở đấy, nó cho mình hai cạnh và một góc thì chắc chắn là dùng định lý cosin. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Không thể lệch đâu được. Đó. Ok cho cả lớp. Cứ hai cạnh một góc chắc chắn dùng định lý cosin. Em hiểu vấn đề không? Rồi, thế giờ các bạn nghe thế này. Nghe, ví dụ luôn nhé. Ví dụ bài này, áp dụng vào bài. Ví dụ một luôn. Nè. Ví dụ một, nhìn hình vẽ của thầy rồi nhé. Nhìn hình vẽ vào này. Rồi thầy cho tam giác ABC. Cho tam giác ABC này chẳng hạn. Đây, đây là A, B và C. Minh họa rồi nhé. Cái này là 2, cái này là 3, cạnh này thầy cho là 60 độ. Thầy vẽ minh họa thôi, không chính xác lắm. Câu hỏi tính cái cạnh BC bằng bao nhiêu? Tính cạnh BC bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Nào. Vẽ bằng tay thì mệt chưa? Tính cạnh BC bằng bao nhiêu? Mình sẽ che luôn công thức cho bạn hiểu nha. Bài này thì sẽ là mẫu một chút. Bây giờ em nhìn vào dấu hiệu này. Em nhìn vào dấu hiệu nhé. Rõ ràng đây là tam giác ABC. Em thấy có những yếu tố gì? Hai cạnh. Đúng không? Yếu tố gì nữa? Hai cạnh và một góc. Vậy chắc chắn dùng định lý cosi. Thì em mình tính nghe là BC bình bằng gì? BC bình em nhìn nào. Na ná Pythagore. Mày sẽ bằng gì em nhỉ? Sẽ bằng là AB bình. BC đối diện góc A mà. Cộng với cả AC bình. Trừ đi hai lần tích. Đúng không cả lớp? Nhân cốt khúc xen giữa. Em hiểu vấn đề không? Nào, em thay số rồi này. Thay số nhé. AB bình là mấy? 2 bình cộng mấy bình nhỉ? 3 bình trừ gì? 2 nhân 2 nhân mấy? Nhân 3 nhân cốt 60 độ nào? Một bằng Casio hỗ trợ giải pháp. Bấm máy tính cho mày được ơi, bấm máy tính cho thầy. Cái này ra bao nhiêu? Cái đó bấm máy đi. Hỗ trợ một cái nào, ra bao nhiêu em nhỉ? Bấm máy thôi, đến đây chỉ bấm máy thôi. Bấm máy thôi mày được ơi. Cho thầy biết ra bao nhiêu. Một phần hai không cả kết quả đấy, cả kết quả luôn đấy các bạn, sao tác cho ca sướng hết cho thầy cả kết quả luôn ra bao nhiêu. Một phần hai chỉ là cái cốt thôi. 7. Ok vậy mình có, nhưng mà chưa xong nhá. BC bình bằng 7, hiểu vấn đề không? Vậy BC bằng bao nhiêu? Vậy BC bằng mấy? Vậy BC bằng căn mấy nhân bằng căn mấy? Căn 7. Ok cho cả lớp hiểu là bài này không? Bài đầu tiên khởi động công thức. Ổn không nhỉ? Minh Châu hiểu không Minh Châu? Có. Trần Bảo Ngọc ba nick à? Sao mày dùng vào làm thế? Ba Trần Bảo Ngọc là khác nhau hay giống nhau đây? Em dùng máy tính nữa. Hiện hiện ba cái này. Giật mình. Minh Trang hiểu được không? Ok cả lớp nhỉ, có ai thắc mắc gì không? Nào, ví dụ hai một xíu nhé, ví dụ hai nào, ví dụ hai nhé. Có ai thắc mắc gì ví dụ hai mấy đứa nhé, là ví dụ hai này. Bây giờ thầy cho tam giác ABC, cho tam giác ABC. Rồi, có góc A bằng 60 độ. Phẩy AB bằng 3, AC bằng 5. Rồi, câu hỏi là trên trên tia CA kéo dài lấy điểm D, lấy điểm D sao cho là BD, BD sao cho BD bằng 5. Ok cả lớp tính cho thầy. Tính cho thầy. Mình có hai ý. Ý một. Ý một là tính thầy BC. Ý số 2 là tính thầy AD. Ok nha. Nào, vẽ minh họa cho thầy hình một chút. Đây là A, B và C.
Thế cho bạn 2 3 phút chuẩn bị trước cho thầy, 2 đến 3 phút chuẩn bị thì gọi nha. Thầy gọi một chút. Trên tia CA kéo dài đến điểm D, vậy CA, tia CA thế là C là một góc đúng không? Vậy D phải ở đây. Ok nhờ lấy điểm D sao cho cái này cũng bằng mấy? Hay bằng 5. Ok chưa? À, bằng 60 độ. Ok. Rồi. Thế cho trước các bạn 2 phút các bạn chuẩn bị nào. Tối thiểu là được câu 1 nha. Tối thiểu là được câu 1. Xem. Nào, chuẩn bị trước 2 phút nha. Có câu 2 mình phải nghĩ một chút thôi. Cứ đúng dấu hiệu các bạn là. Bạn ok chưa? Nào thì gọi một bạn câu 1 BC là ai ai tình nguyện không? Tương tự thay số nào. Có ai tình nguyện viên không? Bọn này các bạn để gọi cơ kỳ cục. Nào bây giờ nha, một bạn nào, Đỗ Nga nào. Đỗ Nga câu 1 BC bình bằng gì? BC bình bằng 19 ạ. Trời ơi, công thức đọc đọc công thức lên á. Bình tĩnh bình tĩnh. BC bình bằng AB bình cộng AC bình trừ 2 nhân AB nhân AC nhân cos A. Cốt A thay số nào bằng bao nhiêu? Bằng 3 bình cộng 5 bình trừ 2 nhân 3 nhân 5 nhân cos 60. Đúng rồi, bằng bao nhiêu? Bằng Bằng 10. 19 ạ. BC Suy bình ra bằng BC bằng căn 19. 19. Đúng rồi, ok, BC bằng căn lên căn 19. Ok, tốt, đúng rồi. Nào thì câu số 2, câu số 2 có ai có ý tưởng ở đây câu số 2 chưa? Câu số 2 là có ý tưởng chưa? Em phải hiểu nhá, mình sẽ có một cái mẹo này là muốn tính cạnh AD thì mình phải cho nó vào tam giác, mà cho vào một cái tam giác, cho vào một tam giác mà chứa được cạnh AD. Mà chứa được cạnh AD. Thì theo các bạn tương tác một chút chat nha, các bạn có thể không mình không mấy nói cũng được chat cho thầy tam giác nào chứa được AD là các bạn cảm thấy tam giác nào chứa được AD trong hình vẽ này, những tam giác nào chứa được AD nào, những tam giác nào nó chứa được AD, AD bằng một là sẽ sai đấy. Nào cho thầy hỏi một chút này, những tam giác nào chứa được AD. Nào, tương tác một chút nào. Nhìn hình vẽ, nhìn vẽ. Mình muốn tính một cạnh thì thông thường mình phải cho cạnh vào tam tam giác. Cứ chắc cũng được mấy đứa ơi. Cứ chắc thì xem nào. Tương tác đây nào. Tam giác là chứa được AD. Các bạn cứ nhìn thôi. Mà trong đó nhé, trong đó AD nhé. Cái AD này nó phải là một cạnh nhé. Trong đó AD này nó phải là một cạnh của tam giác nhé. Nó phải là một cạnh của tam giác. Nào thì trên hình vẽ tam giác nào chứa được cạnh AD, nào chứa được cạnh AD, mà AD bản thân nó là một cạnh của tam giác nhé, AD là bản thân nó phải là một cạnh của tam giác. Các bạn thấy tam giác nào nhỉ? Ô khó thế à? Câu hỏi khó nhỉ? Chat thôi mấy đứa ơi, đi chat lên xem nào, nào, hoàng dương các bạn khác có hiểu câu hỏi không đấy? Trên hình vẽ tam giác nào chứa AD mà nhận AD là một cạnh tam giác nào? Ờ đúng rồi, tương tác một chút nha, đừng 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 để sẽ tự kỷ cho mày ơi. Tam giác BA và D. Ok, vấn đề này, bây giờ em nhìn cho thầy này.
Vậy tam giác BAD đúng không? Chứa cạnh AD chưa? Rồi nhưng vấn đề em hiểu như là mình muốn dùng định lý cốt thì dấu hiệu là gì? Dấu hiệu là gì em nhỉ? Định lý cốt này. Dấu hiệu là gì? Là phải biết hai cạnh và một góc. Có đúng không? Đúng không cả lớp? Thế bây nhìn cho thầy nhé. Tam giác BAD mình có cái gì rồi? À, mình có cái này chưa? Bằng mấy? Bằng 5 chưa? Có cái này chưa? Bằng 3. Vậy theo bạn, góc nào biết nữa nhỉ? Có góc nào biết không? Theo các bạn có góc nào để biết không? Trong tam giác BAD mình biết góc nào rồi? Hay cả lớp, tam giác BAD biết góc nào rồi? À, chính là góc này. Đúng không cả lớp? Nào, tương tác vào thầy một chút này, tương tác này. Góc này bằng bao nhiêu độ? Tương tác nào, góc này bằng bao nhiêu độ? À, góc này bằng 120 độ. Ok cả lớp. Hiểu vấn đề không? Rồi tóm lại bây giờ nhé. À vậy, tam giác biết hai cạnh và một góc thì chắc chắn mình sẽ dùng định lý cốt. Nhưng mà tính cạnh AD kiểu gì? Thế bây giờ nghe nhé. Định lý cốt này này. Cứ có hai cạnh một góc nhé. Ok, ở lớp thì dùng định lý cốt. Nhưng theo các bạn nhé. Bài này mình nên lựa chọn dùng định lý cốt cho cạnh nào? Cạnh AD, cạnh BD hay cạnh AB hả mấy đứa? Thế cách tư duy nhé. Bài này mình nên lựa chọn định lý cốt cho cạnh nào? Mình có ba cạnh mà. Thì theo bạn mình sẽ lựa chọn định lý cốt cho cạnh nào? Này. Nên lựa chọn. À đúng rồi đấy các bạn, tốt đấy. Mình sẽ nên lựa chọn định lý cốt cho cạnh BD. Lý do vì BD đối diện với góc A đúng không? M góc A mình đã biết rồi, mình sẽ ghi như sau này là mình sẽ xét xét cái tam giác ABD. Các bạn hiểu vấn đề không đã? Mình có cái gì? Mình có là gì nhỉ? Là BD bình. Các bạn nghe cái trình bày nhá. Thì bằng là AD bình cộng AB bình, đúng không ở lớp, trừ đi 2 lần AD nhân AB nhân cốt của góc DAB. Có lấy hiểu vấn đề không? Có lấy hiểu vấn đề không đã? Ok, bây giờ mình thay số nhé. Thay số tức là gì? Cái này là 5 bình, đúng không ở lớp, bằng AD chưa có để nguyên này, mình đang tìm AD mà để nguyên này. Cộng với gì? Cộng với gì nhỉ? AB bình là mấy? 3 bình này, trừ đi 2 nhân AD. Đúng không? Nhân mấy? Nhân 3 này có bao nhiêu độ? Cô này có 120 độ. Nãy rút lại một chút nhé, rút gọn rất chậm này. Thế là rất chậm nha, mình sẽ có là 25, đúng không? Bằng AD bình cộng mấy? Cộng 9. Cốt 120 MKCO cho thầy. Các bạn tự bấm máy tính đi. Có đúng là trừ phần 2 không mấy đứa? Đúng không? Thì trừ trừ là cộng, tức là cộng 3A đi. Sau này các bạn hiểu không đấy? Đây này, trừ 1 phần 2 nhân với trừ 2 là còn dương 1 mà. Thì đúng là 3AD chưa? Vậy em chuyển về sang xét còn lại gì? Còn lại là gì nhỉ? Còn lại là AD bình cộng 3 lần AD trừ mấy? Trừ đi 16 bằng 0. Đúng không cả lớp? Vậy em nhìn này, thực tế đây nó chính là phương trình bậc 2 không? Đây là phương trình bậc 2 chưa? Ẩn là gì em nhỉ? Phương trình bậc 2 ẩn là gì? Ẩn là AD. Vậy một bạn hỗ trợ ca siêu thầy AD là mấy? Nào mà các bạn hỗ trợ ca siêu thầy AD là mấy? Nếu như thầy nhầm không nhầm ấy thì mình tính ra đây sẽ là trừ 3 cộng bao nhiêu nhỉ? Cộng bao nhiêu đây? Số lẻ thế này. Trừ 3 cộng căn bao nhiêu? 4 nhân 16 là 64, 6 căn 73 chia 2. Hoặc AD bằng trừ 3 trừ căn 73. Các bạn check xem thầy bấm thầy nhầm đúng không mấy đứa? Nhầm đúng không mấy đứa? Bấm máy tính đúng kết quả này không? Các bạn nhìn xem là bấm máy tính đúng kết quả này không? Ok vậy. Nhưng mà cái này loại. Đố em biết cái sao, vì sao cái dưới loại. Đố em biết vì sao cái dưới loại. À đúng rồi. Vì cạnh không thể âm được cái trên thỏa thỏa mãn, vậy chốt lại cho thầy, chốt lại ngay là AD bằng bao nhiêu? AD bằng mấy? AD sẽ bằng gì nhỉ? Là trừ 3 cộng căn 73 trên mấy? Trên A. Ok chưa? Hiểu là bài này không? Con Hoài hiểu được không? Hiểu định lý cốt chưa? Đây các bạn cần tìm nha mấy đứa nha. Ok.
Nào, các bạn xem một chút này, cho các bạn 2 phút các bạn xem lại. Chỗ nào mà cảm thấy chưa ổn thì hỏi luôn nha. Xem mình có hiểu định lý code không. Hôm nay mình sẽ chủ yếu làm bài về công thức thôi. Còn buổi sau mình sẽ ứng dụng, học ứng dụng của nó. Nào. Nhìn xem một chút nào. Vương Quỳnh hiểu không? Vương Quỳnh hiểu 2 câu không? Dạ hiểu ạ. Ừ. Thùy Chi hiểu không? Cũng có ạ. Ok. Nam Phương Lan hiểu không? Phương Lan. Có. Các bạn xem ổn không nhỉ? Nào nghe hiểu định lý code không? Ngọc Linh hiểu không? Ngọc Linh. Có ạ. Ừ, ok nhá. Vậy tóm lại em nhớ ra định lý code này là mình áp dụng được khi biết hai cạnh ở một góc, không nhất thiết phải xen giữa về đấy nhá, không nhất phải xen giữa. Ok, chưa mình sang hệ quả nó một chút là định code nào, hệ quả code. Hệ quả. Một cái hệ quả. Hệ quả định code. Bây giờ giả sử nhé, tam giác ABC như thế này chẳng hạn. Giả sử tam giác ABC này chẳng hạn. Thầy biết hết ba cạnh rồi. Ok không? Biết hết ba cạnh rồi. Được chưa? Thì vấn đề mình hiểu là vậy. Bây giờ nếu thầy cho hết ba cạnh rồi thì tính góc kiểu gì? Ví dụ bây giờ thầy cho hết ba cạnh rồi nhé. Bây giờ thầy quan tâm là góc A này tính kiểu gì? Hiểu vấn đề không nhỉ? Thì bây giờ mình sẽ tính như sau này. Em nhìn thấy hệ quả này. Quan trọng là bây giờ mình có nó xe trực tiếp định lý code thôi. Bây giờ góc A sẽ dính với cạnh BC đúng không? Mình sẽ có là BC bình nhá một chút nhé. Bằng gì em nhỉ? Bằng gì? Bằng AB bình trừ đi. À cộng mấy gì nhỉ? AC gì đây? AC bình. Đúng không? Cả lớp. Trừ đi gì nhỉ? Hai lần AB nhân AC nhân cos gì nhỉ? Cos góc A. Vậy từ đây em rút cho thầy cos A ra. Vậy rút cos A ra. Em là một cái mẹo nhá. Tính góc gì thì trừ đi cạnh đối diện. Thì cos A sẽ bằng gì? Sẽ bằng là AB bình cộng AC bình trừ đi cạnh đối diện là cạnh gì nhỉ? Cạnh BC bình. Trên mẫu là gì em nhỉ? Mẫu là gì? Hai lần AB nhân AC. Ok, thì đây chính là cái hệ hệ quả. Hiểu vấn đề không mấy đứa? Tức là rất là dễ nhớ thôi, cái mẹo nhớ này. Góc A là cấu tạo bởi hai cạnh AB, AC sẽ bằng là tổng bình phương hai cạnh kề. Đấy. Trừ đi cạnh đối diện bình chia cho hai lần tích. Đấy là cái mẹo nhé. Mình xem cấu tạo hai cái gì. Mẹo như vậy. Ok không? Đấy là cái mẹo nhé. Thế giờ một bạn bật mic nói cho thầy nào. Thế giờ mình thầy muốn tính cốt B tính kiểu gì? Cốt B tính kiểu gì? Nào một bạn giúp thầy nào. Cốt B tính kiểu gì? Minh Châu nào. Minh Châu rồi có đây không? Có. Ừ, nó cốt B tính kiểu gì? Nào, có góc B là cấu tạo ở hai cạnh nào? Hai cạnh à, BA và BA BC. và BC thì sẽ bằng là BA bình này. Đúng không? Cộng gì? Cộng với BC bình. Rồi trừ đi gì? Trừ đi AC bình. Đúng rồi, trên mẫu là gì? Trên mẫu là 2BA nhân BC. Em hiểu chưa? Rồi ạ. Ok thì luôn cho thầy rồi. Thế rồi cốt C tính của gì? C bằng CA bình cộng CB bình Tốt, trừ đúng rồi, trừ AB đi. bình. Đúng rồi, ok. AB bình. Mẫu là gì? Trên 2CA nhân CB ạ. Em hiểu cách nhớ chưa? Rồi ạ.
Tức là tổng bình phương hay hạnh kề trừ đi cạnh đối diện bình chia hai tích. Ok nhớ như thế. Thì đây chính là cái hệ hệ quả của nó nha em nhé. Ok, tức là thầy cho ba cạnh thì hoàn toàn thầy có tìm được có thể tìm được ba góc đối với chuyện trẻ con. Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Ok chưa? Chat xong chat thì ok nhá. Chat xong chat ok thì cần sang next tiếp. Đã, chép xong chat thì ok đi. Cũng không khó lắm đúng không? Ok, nào thế rồi. Một cái nhận xét nhỏ nhỏ này, một cái nhận xét nhỏ nhỏ nhé, nhận xét các bạn xét lên bên cạnh này, nhận xét luôn. Các bạn còn nhớ góc lượng giác không? Các bạn còn nhớ góc lượng giác không? Đây này, các bạn còn nhớ cái thằng thằng này không? Đây là trục gì nhỉ? Trục này là trục gì? Trục cos, trục này trục gì em? Trục sin còn nhớ không nhỉ? Tìm cos chiếu xuống, tìm sin chiếu, chiếu ngang em còn nhớ không đã? Thì giờ nhận xét luôn nhé, tư duy này. Nếu góc A mà là tù, góc A mà là góc tù. Góc tù thứ nằm ở vị trí này. Thì em chiếu xuống giá trị cos của nó âm hay dương? Các bạn nhìn thấy cos là âm hay dương? Nào các bạn thấy cos của A âm hay dương ở mấy đấy nha. Chat nào, tương tác lên một chút. Tìm cos chiếu xuống, tìm sin chiếu ngang em còn nhớ không? Nếu góc A tù ở vị trí này đúng không? Âm hay dương nhỉ? Thì khi và chỉ khi là cos A âm. Em hiểu vấn đề không? Ok nhá. Thế giờ thầy hỏi này. Thế giờ nếu mà A mà vuông, vuông tức là bằng 90 độ. 90 độ tức là ở vị trí này không? Thì em chiếu xuống cos bằng mấy? Cha thầy biết nào cos bằng mấy? Cos bằng mấy? Nè, cos bằng mấy? Nè cả lớp, cos bằng mấy? Chiếu xuống tương tác lên cho mày ơi. Học online tương tác một chút nha. Nè, chiếu xuống thôi, lấy điểm này 90 độ ở đây đúng không? Chiếu xuống thì cos bằng mấy đấy? Cos bằng chỉnh mày đấy. Cos bằng đúng số mấy nhỉ? Cos bằng 0. Ok cho cả lớp. Và câu cuối cùng là góc A nhọn. A nhọn. A nhọn tức là ở vị trí này không? Nhọn ở bên này mà. Chiếu xuống cos gì nhỉ? Cos gì? Cos mang dấu. Dấu dương. Ok cho mấy đứa. Thì đây một cái hệ quả để xét dấu nhé. Một cái hệ quả quan trọng để mình xét dấu. Nhớ như vậy cho thầy. Đóng khung vào. Ok. Vậy tóm lại là khi thầy cho ba cạnh thì hoàn toàn thầy có thể tính được cái ba góc. Hiểu vấn đề không nhỉ? Ok nhé. Thì quanh đi còn lại nó chỉ có bài toán tìm góc, tìm cạnh thôi. Thầy sẽ cho từng ba ví dụ bài này. Từ dễ đến khó. Khó dần nhé. Ok. Nào bây giờ. Được chưa mấy đứa ơi? Trong sách giáo khoa ấy nó ghi theo chữ A B C nhưng mà thầy không thích ghi kiểu đấy lắm vì ghi như thế nó hơi học vẹt. Không phải lúc nào tam giác của mình cũng là A B C, có thể là M P Q hoặc là E F G chẳng hạn, thì mình phải linh hoạt lên. Tức là mình sẽ hiểu là như vậy, góc A là cấu tạo ở hai cạnh A B A C, tức bằng là A B bình cộng A C bình trừ cái gì bình đấy chia cái này. Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Thầy ví dụ số 3 nhé, ví dụ 3 thầy cho ba ví dụ này. Thầy cho tam giác MNP, MNP như hình vẽ, thông số cạnh như hình vẽ, đây là M, đây là N, đây là P, đây là 5, 6 và 8. Ok, câu hỏi của thầy, ý 1 là tính cho thầy cos góc M bằng bao nhiêu, và ý số 2, ý số 2 là tam giác MNP là tam giác nhọn vuông hay là tù, nhọn vuông hay là tù. Đấy, ok nào, nhọn vuông hay là tù, nhọn vuông hay là tù. Nhọn vuông hay là tù? Nào thì gọi một bạn đọc luôn thầy câu A nhá, đọc luôn với thầy câu A này, thầy còn nhớ không? Dũng nào, để xem nào, giúp thầy.
Dũng, đầu tiên câu 1 này, cốt mờm gì? Dũng vào đây không? Trời ơi, em vẫn chưa hiểu lắm ạ. Nào, nhìn nhá, em chưa hiểu, em nhìn thế này. Góc M cấu tạo ở hai cạnh nào? Nhìn tam giác này này, góc M cấu tạo ở hai cạnh nào? Hai cạnh MN, MP. Thì sẽ bằng gì? Sẽ bằng gì? Sẽ bằng là MN bình này. Đúng không? Cộng cái gì? MP bình. Đúng rồi. Tiếp tục trừ đi cái gì? NP bình. Em hiểu chưa? Đó. Mẫu là gì? Hai nhân với MN MN nhân nhân M. M P. Em thay số thấy không? Được. Là thay số bao nhiêu? MN mấy? 5 bình cộng với 6 bình. Rồi, trừ gì? 8 bình. Rồi, trên mẫu là gì? À, 2 nhân với 5 5. nhân Em 6. Casio thì bao nhiêu? Casio đi. Phần này các thầy cô trên lớp dạy khá nhanh đấy, vì cứ nghĩ là công thức có rồi các bạn sẽ hiểu được thôi, nhưng thực tế là có công thức rồi nhưng mình không biết áp dụng đâu, mình phải làm quen trước. Bằng bao nhiêu? Trừ 45 Tại trừ 45, tính như trừ 45 này ông tướng ơi. Ông bấm Casio kiểu gì đây? Bấm lại cái máy tính xem nào. trừ 1/20 ạ. Trừ 1 phần 20, các bạn check xem đúng kết quả không? Thì em nhìn này, trừ 1 phần 20 là âm hay dương? Rõ ràng là một số âm chưa? Đúng không? Thì cốt mở âm thì góc mở theo góc gì em nhỉ? Góc mở theo góc gì? Mở theo góc gì hả mấy đứa? Hả em? Nhìn vào nhận xét, cốt mở âm thì nó sẽ là góc gì đây? CLGM là góc gì nhỉ? M là góc, góc tủ. Ok chưa? Hiểu ông Dũng? Hiểu được không? Rồi ạ. Ok. Nào, thế cho các bạn câu 2 à? Theo bạn câu 2, đố không biết tam giác MNP tam giác gì? Là chắc sẽ biết nè. Theo các bạn câu 2, tam giác MNP là tam giác gì? Nhìn trả lời ngay rồi. Nào, theo các bạn câu 2, tam giác MNP là tam giác gì? Bây giờ câu hỏi hôm nay là trả lời cho thầy câu 2, tam giác gì? Nhọn, vuông hay là tù mày đấy nha. À. Ờ, các bạn biết chat lên nhá, chúng mày trầm cảm thế. Tao nghe trầm cảm thế này. Nào, tao tắt MRP tắt gì vậy đấy nhỉ? Nhọn, vuông hay tù? Nào. Ờ, không, đứa nào chat à? Có hiểu không này? Tuệ nào, theo tuệ nhọn vuông hay tù? Em có thể là tù ạ. Vì sao biết là tù? Về góc M là tù nên suy ra là tam Đúng giác cũng rồi. tù ạ. Ok, vì tam giác mình gọi là tam giác MNP là tam giác gì đây nhỉ? Là tam giác gì đây? Là tam giác gì đây? Là Tù, tam vì giác sao? tù Vì góc vì M là góc gì đây? là Tù. góc tù Em ạ. nhớ lại một chút định nghĩa nhé. Định nghĩa này, rồi ok, cảm ơn. Tam giác tù khi có một góc tù, ok không? Vuông khi có một góc vuông. Còn tam giác nhọn là gì nhỉ? Có ai còn nhớ không? Tam giác nhọn là gì? Thế nào là tam giác nhọn? Tam giác nhọn tức là ba góc đều đều nhọn, mà góc nhọn tức là góc sẽ nhỏ hơn bao nhiêu độ nhỉ? Nhỏ hơn 90, 90 độ và lớn hơn 0 độ. Ok đây cả lớp. Thật ra thì bài này thầy cho câu 1 là câu dẫn thôi, chứ nếu mà để thầy trắc nghiệm sẽ hỏi khó hơn là thầy cho luôn ba cạnh thế này. Ok, và thầy hỏi trực tiếp là tam giác là tam giác gì thôi. Thì các bạn ví dụ 4 thử xem nhé. Các bạn ví dụ 4 này là ví dụ 4 thử xem các bạn tính kiểu gì. Ví dụ 4 và này sao? Các thầy cho tam giác EF và G. Nhìn vẽ. Em vừa nhìn vẽ. Đây là E, F và G. Có ra này là
3, thằng này là 5, thằng này là 6 chẳng hạn. 3, 5 và 6. Câu hỏi tam giác. Hỏi tam giác EFG là tam giác gì? Là tam giác gì? Nào, để cho các bạn 2 phút chuẩn bị xem nào. Tam giác EFG là tam giác gì? Nhọn, vuông hay là cực? Cho 2 phút chuẩn bị. Không thể gọi. Muốn biết nó giác gì mình phải check được ba góc đúng không? Xem là ba góc như thế nào. Nếu có góc tù thì chắc chắn là tù. Nếu ba góc đều nhọn thì chắc chắn nó sẽ là nhọn. Nào, check thử xem này. Cho 1 2 phút chuẩn bị nhé, thầy gọi. Nào có gì các bạn nhỉ, có cái quả chai lên nhé, tương tác một xíu. Vẫn là tù à? Vẫn là tù. Bạn khác có cái quả khác không? Bọn này có vẻ trầm trầm nhỉ, biết rồi không nói nha. Nào bây giờ chờ hỏi một đứa nhé. Theo Cẩm Ly là Cẩm Ly tính kiểu gì? Cẩm Ly làm kiểu gì? Cách làm em là gì? Em tính cos của góc E ra âm 1/15 và nhỏ lớn hơn 90 độ thì sẽ là góc tù. Góc E á? Góc F. Góc F. Ừ, nhưng vì sao em nghĩ là anh tính góc F thôi? Tại vì em tính hai cos của góc kia thì nó đều ra lớn hơn À, nhỏ tức hơn là bài 90 này độ thì em kiểm tra ba góc đúng không, vâng ạ. rồi em suy ra được nó tù. Ừ, ok, các bạn hiểu cách làm bạn ly không? Các bạn bạn tính cốt của ba góc thì các bạn thấy là cốt góc F nó âm thì sẽ là tù, nhưng mà cách này hơi hơi dài thì mình tinh tế một chút nhá. Các bạn nhận xét nhỏ đây này, nhận xét tinh tế này, nhận xét nhỏ là màu vàng nha. Các bạn còn nhớ lớp 7 không, là trong một tam giác, tinh tế một chút này, trong một tam giác nhớ thầy nhá, là góc đối diện với cạnh lớn thì sẽ là góc lớn, thì sẽ là góc lớn, sẽ là góc lớn, góc lớn nhất. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Ok, các bạn hiểu nhận xét không đấy? Góc đối diện với cạnh lớn hơn thì sẽ là góc lớn, lớn hơn. Vậy thầy không phải đi tính ba góc. Theo các bạn trong bài này thầy chỉ cần tính góc gì thôi là thầy biết ngay nó vuông nhọn hay tù. Thầy không mất thời gian để tính ba góc, để các bạn mình chỉ tính góc gì thôi là biết ngay nó vuông nhọn hay tù. Tương tác một chút nào, các bạn biết rồi các bạn cứ chat lên cho nó có tương tác nhá, cứ đừng 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 im ỉm thế, nó rất là buồn. Nó coi như là xây dựng bài thôi. Theo các bạn, trong tam giác này, thầy chỉ cần tính góc gì thôi là thầy hoàn toàn có thể kết luận được tam giác nhọn vuông hay tù, phải các bạn? Chỉ cần tính góc gì thôi. E, F, các bạn khác có ý kiến khác không? Cứ chat thoải mái thôi. Thầy chỉ cần tính một góc thôi và thầy hoàn toàn kết luận được ngay nó nhọn vuông hay tù. Góc nào phải đấy nhỉ? À, rõ ràng thầy chỉ cần tính góc F là đủ. Lý do vì góc trong ba cạnh này, cạnh EG độ dài lớn nhất bằng mấy? Bằng 6 không? Thì
cạnh EG đối diện với F không? Vậy thầy chỉ cần kiểm tra góc F thôi. Vì góc F là góc to nhất. Nếu như góc to nhất mà nhọn thì hiển nhiên hai cạnh sẽ phải nhọn. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Thì bây giờ mình sẽ có như sau này bây giờ. Đơn giản thôi. Nào. Thì góc F cho thầy nhá. Mình sẽ có là cos F bằng gì? Cos F nào thì mời bạn đọc cho thầy cos F bằng bao nhiêu? Ngọc Linh nào, đọc thì cos F bằng tính của gì? Cos F tính của gì? Thầy code F là FE bình Đúng rồi, cộng tiếp tục. với FG bình Tiếp tục. trừ đi EG bình Tốt, đúng rồi. Mẫu là gì? trên 2 FE và FG. Đúng rồi, FE nhân F, FG. Thay số bao nhiêu cung? Thay số vào là 3 bình cộng với Có 5 5 bình bình trừ trừ đi 6 bình. 6 bình. Mẫu là gì? À, 2 lần 3 với 5. 3 nhân 5. Hỗ trợ Casio bao nhiêu em? Bằng âm 1 phần 15 ạ. À, bằng âm 1 phần 15. Rõ ràng em thấy các loại âm hay dương đây. Mang dấu âm. Từ F nó mang dấu gì nhỉ? F là góc gì em nhỉ? F là góc gì? F là góc tù ạ. Đúng rồi, F là góc tù. Vậy tạo góc gì nhỉ? Tạo góc gì đây? Tam giác FG tù. Em hiểu cách làm Có. không? Ok, các bạn hiểu cách làm chưa? Vậy từ nay về sau nhé, mình không cần phải đi tính ba góc làm gì cả. Hiểu vấn đề không nhỉ? Mà mình xem là trong ba cạnh này, cạnh nào lớn nhất, ta sẽ đi tính góc lớn nhất thôi. Chỉ cần có góc lớn nhất là kết luận được. Cẩm Ly hiểu ý không? Có. Ok nha. Đấy. Lê Ánh hiểu không nhỉ? Có. Ok. Nào thì câu này thì sao nào? Mình sẽ làm thêm hai ví dụ nữa để mình chuyển ra định lý xin. Ví dụ số 5 này sao? Các bạn nghĩ thử một chút nhé. Thầy sẽ bỏ hết câu dẫn đi cho các bạn làm kiểu gì. Tóm lại các bạn hiểu định lý code chưa? Các bạn hiểu định lý code chưa? Còn ai chưa hiểu định lý code không? Trong lớp mình định lý code còn ai chưa hiểu không? Dũng hiểu không Dũng? Hiểu Song Thư hiểu chưa? ạ. Em hiểu rồi ạ. Ừ. Vương Hà Anh hiểu không? Có. Nào, cái con này sao nào? Thế bây giờ cho nhé. Thầy cho tam giác ABC nhé. Cho tam giác ABC. Thầy vẽ mình ở đây thôi. ABC. Đây là A, B và C. Được chưa? Thầy cho ba cạnh đi. 3, 4 và 6. Thầy gọi M là trung điểm của BC. Rồi, tính như này AM. Nào, thầy cho 3 phút chuẩn bị. Tính này AM, tính kiểu gì? Các bạn phải nhớ đây nhá, muốn tính canh thì phải ép vào một tam giác mà tam giác đấy phải biết hai cạnh ở một góc. Cứ tam giác biết hai cạnh ở một góc chắc chắn dùng định lý cốt các thầy. Hiểu vấn đề không? Thầy cho hai phút chuẩn bị xem nào. Thử xem suy nghĩ của gì. Tư duy nó chỉ có thế thôi, nó không khó lắm. À, có ai có ý tưởng gì không? Tôi sẽ vừa làm phân tích tư duy nhé, phân tích kinh nghĩ. Giải thì có nhiều lắm nhưng mà cách nghĩ thế nào thôi, nó quan trọng.
Có ai làm được bài này không? Thử thử nói cách nghĩ xem nào. Xung phong hoặc là bật mic. Có ai có ý nghĩa cho bài này không? Hoàng Trang có cái nghĩ cho bài này không? Cẩm Ly có cái nghĩ không? Em tính cos của góc B ở trong tam giác ABC trước Đúng ra rồi. 29 phần 36. Ừ. Rồi sao Sau nữa? đó em ghép cos của góc B và tam giác ABM. Đúng rồi, ok, tốt. Bây giờ mình nghe nhé, các bạn nghe này. Nhớ thầy dạy cái tư duy, cách tư duy nhé. Cách tư duy nhé. Cách tư duy như thế nào này. Muốn tính AM thì phải cho vào tam giác. Mình sẽ cho vào một tam giác. Cho vào một tam giác. Thì tam giác này tam giác nào em nhỉ? Tam giác ABM. Đúng không mấy đứa? Nhưng em quan sát này. Tam giác ABM biết cái gì rồi? Biết cạnh cái gì? Biết cạnh gì đây? Biết cạnh BA. Đúng không? Cạnh B, BM. BM là mấy em nhỉ? BM là mấy? BM sẽ là 3. Biết BA là mấy thôi? BA là 3. Ok không? Biết BA, biết BM rồi. Vậy bây giờ, vậy bây giờ mình hiểu nhé. Là mày muốn tính AM, mình sẽ cần cái gì? Sẽ cần cái gì? Cần cos góc B. Là xong. Mình cần góc này này. Là xong. Đúng rồi lớp. Thế là mình sẽ đi tính góc B. Thế là muốn có góc B, mình sẽ dùng tam giác gì em nhỉ? Dùng tam giác gì tính góc B? Thì bây giờ muốn tính cos B thì mình phải xem là nó nằm trong tam giác nào mà tam giác đấy biết cả ba cạnh rồi. Thì rõ ràng là góc B của thầy nó nằm trong tam giác ABC đúng không? Mà dùng ra tam giác ABC. Vì sao? Vì ABC mình biết mấy cạnh rồi, biết ba cạnh. Vậy đấy là cách tư duy như thế nhé, tức là từ ABC thầy suy ra góc B và từ góc B thầy suy ra AM. Em hiểu cách tư duy không mấy đứa? Hiểu cách tư duy không? Đấy là cái cách nghĩ là như vậy. Ok chưa? Vậy trình bày như sau này. Trình bày đầu tiên mình sẽ xét gì nhỉ? Xét cái tam giác ABC. Đúng không? Thì mình có cos B bằng gì? Cos B em tính ra bằng bao nhiêu nhỉ? Cos B sẽ bằng gì? Bạn đọc cho thầy nào. Bạn đọc. Cách nghĩ như vậy thôi. Thu Hiền nào. Đọc cho thầy là cos B bằng gì? Thấy cos B bằng AB bình cộng BC bình trừ AC bình Đúng rồi. Trừ AC bình trên mẫu là gì? trừ trên mẫu là 2AB nhân BC BA nhân BC. Ok, sai số giúp thầy bằng bao nhiêu? Cho kết quả luôn đi. Cho thầy kết quả luôn đi. bằng 29 phần 36. 29 phần 36. Các bạn tiện sai số nhé. Vậy bây giờ em xét cái tam giác gì nữa? Tam giác ABM Đúng rồi, tam giác ABM. Thế em có là cạnh gì nhỉ? Cạnh AM bình bằng gì? AM bằng AB bình Nan lái Pythagore, nan lái Pythagore là sẽ là gì? Sẽ là BA bình. Đúng không? Cộng gì? BM bình Đúng rồi, trừ gì? trừ 2 AB nhân BM Đúng rồi, nhân cos góc gì nhỉ? cos góc B. Em hiểu chưa? Chắc vừa lên phòng muộn này. Vâng. Nhưng mình như hiểu cái cốt này không đây, hiểu được cái này không? Có ạ. Ok, là bằng bao nhiêu sai số đây, bằng bao nhiêu? Bằng 3 ba bình cộng ba bình trừ đi 2 nhân gì nhỉ? ba nhân ba Nhân cos bao nhiêu, sai số bao nhiêu? Thay này xuống. Còn bao nhiêu nhỉ? 29 bao nhiêu? 29 phần 3 là 6. Với xấp xỉ thì bao nhiêu? Xấp xỉ đi. Xấp xỉ bao nhiêu em không? ba phẩy năm 7 phần 2. Đúng này không? vâng Ok, vậy AM bao nhiêu? Lấy căn lên thầy. Căn lên. Là căn 14 trên mấy? Trên 2. Ok, cả lớp hiểu được bài này không? Thầy cảm ơn Hiền. Hiền rồi không nhìn mày đấy nhỉ? Biết cách tư duy chưa? Nhớ nhá, cách suy nghĩ này. Muốn tính AM, mình phải cho vào tam giác. Đúng không? Mà mình xét tam giác ABM thì biết những cái gì rồi. Đấy, mình sẽ là còn thiếu cái gì? Hiểu ý không nhỉ? Cách suy nghĩ chỉ có thế đây.
Hòa không hòa? Hơi hơi con gà này sao hơi chỗ nào nhìn thanh trang hiểu được không? Hôm nay mình học bài khá cơ bản nhé, làm quen công thức thôi, còn buổi sau mình sẽ học ứng dụng của nó. Ứng dụng mình nó sẽ hơi mệt mệt đấy ạ, chứ là không chiêu chiêu hè đâu, ứng dụng sẽ hơi mệt. Ok chưa? Thế là ví dụ số số 6 nào, em mời ví dụ số 6 nào, ví dụ số 6. 6 nha. Ok, nào, thế là cho tam giác ABC này, cho tam giác ABC. ABC, nào, ABC nhá. Thế cho cái này là 3, cái này là 4, góc này là 60 độ. Rồi câu hỏi tính cho thầy. Tính cho thầy là cạnh BC bao nhiêu? Cốt góc B bao nhiêu? Vâng, xem rồi nhỉ. Nào tính cho quen tay. Hôm nay sau khi tắt mic nha, các bạn phải tự tin thuộc cho thầy được hai định lý. Một định lý sin, hai định lý cos. Đấy, tự tin thuộc được cho thầy nhé. Mỗi hôm thầy dạy các bạn một tí thôi, không dạy quá nhiều. Các bạn đang quen của lớp 9, nó chưa nhiều kiến thức nên thầy không dám dạy hết ngay được. Không cần phải vội. Bài hệ tích lượng này dạy trong 3 buổi thôi. Sau 3 buổi mình sẽ chuyển sang vector. Rồi thi giữa kỳ là vừa. Nào, tính BC, cốt B, cốt C. Thầy cho 2 phút chuẩn bị rồi thầy gọi đọc. 2 phút chuẩn bị rồi thầy gọi đọc lên nhé. Quá cơ bản thôi. Nào. Một hoặc giúp thầy BC nhá, tính từ từ nào, con hòa nào, đọc lên. BC bằng gì? BC bình bằng gì? Nhanh bật mic lên, không phải thôi thôi cái này hư đốn. Thích hỏng mic không? Không cho ra ngoài bây giờ. Nào. Thôi rút nó đi, nó hỏng mic rồi. Hoài Nam, nó giúp thầy là Hoài Nam. BCD bằng gì? Hoài Nam có đây không? Nhanh nào bạn mấy đứa ơi. Lỗi cái gì ấy? Hư đốn. Phương Lam nào, rút nó đi nhanh lên nào, mình sang bài khác. Phương Lam. Ừ. PC bình gì? Em tắt cái mic Ừ, ok nhanh lên.
BC bằng AB bình cộng AC bình trừ 2AB AC nhân với cốt A. Nên cô lắp A, ok, chưa sai số, rút thành bao nhiêu? Bằng 3 bình cộng 4 bình trừ 2 nhân 3 nhân 4 nhân cốt 60 độ Rồi, bằng 60 độ 13. bằng bao nhiêu? 13, ok, vậy BC bằng mấy? Căn 13. Ok, vậy khi đó, ngon rồi, cốt B tính kiểu gì? Cốt B bằng AB bình cộng BC bình trừ AC bình trên 2AB nhân BC. Rồi, tốt, đúng không? Bằng bao nhiêu? Bằng căn 13 trên 13. Bằng căn 13, ô lần thì có căn gì? Có căn à? Căn 13 trên 13. Ok luôn. Tiếp tục nào, thì có xem bao nhiêu? C bằng AC bình cộng BC bình trừ AB bình trên Trừ 2 2AC nhân BC. chia cho hai lần gì nhỉ? CA nhân CB. Ok, bằng bao AC. nhiêu? Đếm thay cái đó. Ừ, thay đi. Các bạn sẽ xem cốt B bạn tính đúng không? Kết quả của Lam đúng không? Tính xe mày của Lam đúng không nhỉ? Ừ, xong cho là Bằng 5 căn 13 trên 26. 5 căn 13 trên 26. Ừ, thế tôi hỏi hỏi Lam nhé. Góc B nhọn hay tù? Góc B nhọn hay tù? Hả Lam? Đấy, lại quên rồi, chết được luôn rồi. Nhọn. Ừ, vì sao biết là nhọn? Lớn hơn không? Đúng rồi, góc dương với chữ là B sẽ mang dấu là góc nhọn, hiểu vấn đề chưa? Đây cũng gì nhỉ, C nhọn hay tù? C cũng nhọn. Ok ông Lam, hiểu hiểu chưa? Rồi ạ. Rồi ok, về tóm lại các bạn nhìn này, đi đi cốt. Các bạn ok chưa đã? Đi xin các bạn ok chưa? Còn ai chưa hiểu không? Cốt xin các bạn chưa hiểu không nhỉ? Không khó lắm đúng không? Tuệ ok không Tuệ? Có. Rồi. Đàm Quỳnh ok không? Được chưa, để mình sang định lý tiếp theo nhé. Thắc mắc gì không nhỉ? Đấy là bài toán 6 ví dụ áp dụng định lý cốt rồi nha các bạn. Sau buổi hôm nay phải tự tin thuộc được định lý cốt cho thầy để chủ nhiệm học tiếp phần này. Học tiếp phần hình. Rồi thứ hai mình nghỉ cũng được. Nào, phần số 2 là phần số 2 là định lý sin. Định lý sin. Định lý sin. Ok, định lý sin. Sách giáo khoa chứng minh có hết rồi. Định lý sin để phát biểu lại công thức thôi cho bạn nhớ cách nhớ thôi. Định lý sin. Nó sẽ như thế này. Đây là A, B, C. Thì các bạn còn nhớ không? Tâm đường tròn ngoại tiếp là điểm cách đều ba đỉnh, đúng không mấy đứa nhà? Điểm cách đều ba đỉnh thì nó gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp, các bạn còn nhớ không? Độ dài là R. Các bạn nhớ thầy nhé, định lý sin này là cạnh chia sin góc đối diện, tức là BC chia sin A, và bằng bằng AC chia sin B, và bằng AB chia sin C, và ba tỉ số này đều bằng 2 là R. Nhớ này, trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp, đường tròn ngoại tiếp. Nhớ cái này nha. Đấy, đây là định lý sin. Nhớ đây. Định lý sin. Cạnh chia sin góc đối diện. Cạnh chia sin góc đối diện bằng 2R.
Hiểu mày đấy nha, cạnh chia sin góc đối diện bằng 2R. Cái mẹo nhớ đây nha, cái mẹo nhớ này, cái thần chú nhớ này, thầy cũng nhớ theo kiểu thì mẹo thôi, mẹo nhớ. Nhìn vào công thức thì nó hơi khó hiểu, nhưng mẹo nhớ này là nó sẽ là cạnh, nhớ này nhé, cạnh chia sin đối diện, sin góc đối diện, nhớ nhá, cạnh chia sin góc đối diện, nhớ cho thầy tỷ số này này, cạnh chia sin góc đối diện. Các bạn ok chưa? Cạnh chia sin góc đối diện. Thế thôi, mà hay rồi. Nhưng vấn đề mình hiểu ấy là công thức nó là cái này. Chuẩn rồi. Nhưng vấn đề là khi nào áp dụng công thức này? Hiểu vấn đề không nhỉ? Thì khi nào áp dụng cái này thì mình phải có một cái dấu. Dấu hiệu. Em hiểu vấn đề không? Thì dấu hiệu là gì? Cái này dấu hiệu nào? Dấu hiệu. Dấu hiệu. Tức là đọc cái dấu hiệu này lên chắc chắn định lý sin. Ok không nhỉ? Đọc cái này chắc chắn ý xin không thể hơn được. Thì cái dấu hiệu là khi một tam giác người ta cho hai góc và một cạnh bất kỳ. Ok hiểu đó, cho hai góc và một cạnh bất kỳ, nhớ nhá, cho hai góc và một cạnh bất kỳ thì chắc chắn đấy là ý xin. Thì bọn em nhỉ, hai góc và một cạnh bất kỳ, nhớ nhé. Nhưng mà các bạn còn nhớ không? Các bạn còn nhớ không? Tổng ba góc của một tam giác bằng bao nhiêu em nhỉ? Các bạn còn nhớ không nhỉ? Tổng ba góc của một tam giác bằng bao nhiêu? À mấy đứa? Tổng ba góc của một tam giác bằng bao nhiêu? Thử ra một chút cho vui nào. Bằng bao nhiêu mấy đứa ơi? À, bằng 180 độ, đúng không? Vậy mới hiểu là nếu như thầy biết hai góc rồi thì chắc chắn thầy sẽ tìm được góc còn lại. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Nhớ. Và đây mình có nhận xét nhỏ đây. Một nhận xét nhỏ đây khi làm mà. Nhớ này nhá. Ở đây ấy, ở đây em nhìn thấy này. Mình có 3 tỷ số đúng không? Nhưng mà chắc chắn, nhưng mà mình hiểu là một tam giác cho hai góc và một cạnh thì chắc chắn dùng định lý sin. Thì vấn đề là mình sẽ dùng cái gì? Thì như thầy là như thầy nhận xét là trong 3 tỷ số trên, trong 3 tỷ số trên, trong 3 tỷ số trên, tỷ số trên thì luôn luôn có một tỷ số đã biết, luôn có một tỷ số đã biết ok mấy đứa, luôn có một tỷ số đã biết và ta sẽ bám vào nhớ nhá, bám vào tỷ số đó để tính các cạnh còn lại, các cạnh còn lại, nhớ rồi nhé, nó sẽ bám vào tỷ số đó để tính các cạnh còn lại. Ok cả lớp hiểu vấn đề không? Trong 3 tỷ số này này chắc chắn một tỷ số em sẽ biết và em chỉ cần bám vào cái đấy thôi vì ba cái bằng nhau mà, thì mình sẽ tính lên dễ dàng, tính lên hai cạnh còn lại dễ dàng nhé, không khó lắm. Ok chưa mấy đứa ơi? Nào, một bài áp dụng là các bạn hiểu thôi, không hơn không kém, đúng một bài. Phần này cho ba ví dụ, đúng ba ví dụ mình nhỉ. Nào. Ba ví dụ đây nhá. Ví dụ 1 tính nhanh như này này, ví dụ 1. Thầy cho tam giác ABC thông số như sau: A, B và C. Cái này là 60, cái này là 4, cái này là 70. Ok. Nào. Cho với hỏi tam giác cho thầy một chút đi. Đố các bạn biết góc C bằng bao nhiêu? Chat thầy biết nào? Tương tác chat lên nha. Góc C bằng bao nhiêu? Đố các bạn biết. Góc C bằng bao nhiêu? Bằng dương các bạn khác. Góc C bằng bao nhiêu? À đúng rồi, bằng 5, 50. Ok rồi mấy đứa. Nào, thế bây giờ câu hỏi tính cho thầy này. Tính cho thầy. Tính cho thầy là R ngoại tiếp này, tính cho thầy cạnh AB và tính thầy cạnh AC. Ok chưa? Nào, bây giờ tính kiểu gì? Thầy sẽ làm mẫu một bài nhé. Thế giờ em nhìn này. Nhìn vào dấu hiệu bài này nhá, nhìn vào dấu hiệu này. Rõ ràng một tam giác thầy có hai góc chưa? Đúng rồi đó. Thầy có mỗi một cạnh. Có đúng không?
Vậy chắc chắn bài này phải được định lý sin rồi. Hai góc một cạnh chắc chắn định lý sin. Phải hoài không đã? Hai góc một cạnh chắc chắn định lý sin. Ok, không cả lớp nhỉ. Nhưng vấn đề mình hiểu nhất là bài này cho các bạn này, trong 3 tỷ số này, trong 3 tỷ số này cho tỷ số nào biết, là các bạn chắc thì biết là tỷ số nào có sẵn. Trong 3 tỷ số này, tỷ số nào mình biết? Cả lớp nhỉ? Trong 3 tỷ số đấy, tỷ số nào mình biết? Là trong 3 tỷ số này, cạnh chia sin góc đối diện, thì trong 3 tỷ số này tỷ số nào biết? Giang ok rồi đấy, các bạn khác. Tỷ số nào mình đã biết? Trần Ngọc ok, đúng rồi. Các em nhìn nhá. Mình có cạnh BC, mình có góc A, vậy chắc chắn mình sẽ có tỷ số trên BC trên AB, mình sẽ tính nháp này, mình sẽ có này. Mình có nhé. Mình có là BC chia sin A. Đúng không ở lớp? Bằng gì em nhỉ? Bằng gì? Bằng là 4 chia sin của 6, 10. Em dễ dàng, em ca siêu cho thầy sẽ bằng là 8 căn 3 trên mấy? 8 căn 3 trên 3. Đúng không cả lớp ơi? Đúng không cả lớp? Đúng không đã? Vậy khi đó mình sẽ áp dụng định lý sin này, áp dụng định lý sin. Vậy áp dụng định lý sin nhé, đây là định lý sin. Định lý sin. Áp dụng định lý sin mình sẽ có là gì? Nào, mình có là AC chia sin B bằng bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng BC chia sin A. Bằng bao nhiêu? Bằng 8 căn mấy? 8 căn 3 trên 3. Vậy dễ dàng em có AC bằng gì? AC bằng gì? Em nhân chéo em thôi. Sẽ bằng là 8 căn 3 trên 3 nhân sin B. Sin B tức là sin bao nhiêu độ? Sin 70 độ. Hỗ trợ thầy ca siêu là mấy đứa? Xấp xỉ bao nhiêu? Xấp xỉ bao nhiêu chúng mình? Hỗ trợ thầy một phát, xấp xỉ bao nhiêu? Cả lớp ơi, xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? Nào, xấp xỉ bao nhiêu mấy đứa ơi? Nào, ai có quả cứ chat lên nha, đừng chờ nhau. 4,34, cảm ơn Hà Anh, 4,34. Ok không? Thế bây giờ tiếp tục này. Mình tính cạnh AB đúng không? Định lý sin cho cạnh AB. Thế mình sẽ có là AB chia sin gì em nhỉ? Sin gì? Sin C cũng bằng là 8 căn 3 trên mấy? 8 căn 3 trên 3 không? Cái đấy nếu đã vậy, quy ông lên cho thầy, vậy mình có AB bằng gì nhỉ? AB bằng gì? Bằng 8 căn 3 trên mấy? Trên 3. Sin C. Sin C tức là sin bao nhiêu độ? Sin của 50 độ. Xấp xỉ bao nhiêu em ơi? Xấp xỉ bao nhiêu? Xấp xỉ bao nhiêu đây? Xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? Ủa nhanh nhanh mày đi ơi. Bạn đã có kết quả cứ chat lên nhé, không phải chờ nhau đâu. 3,54, cảm ơn Ngọc, 3,54. Vậy bây giờ mình còn thiếu gì? Thiếu cái R. Nào, định lý sin cho R mình có là 2R đúng không? Cạnh chia sin góc đối diện bằng 2R mà. Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 8 căn 3 trên 3. Vậy dễ dàng R mấy? R em chia 2 xuống sẽ bằng là 4 căn 3 trên 3. Ok, bài định lý sin này các bạn hiểu không đã? Một bài này hiểu được không? Nga hiểu không Nga? Có. Thảo Nguyên hiểu được không? Em có. Vương Quỳnh ok không? Dạ ok ạ. Các bạn không hiểu các bạn cứ tương tác nha, có thể chat riêng cho thầy cũng được, không phải ngại đâu, cấp 3 rồi mặt dày một chút mới giỏi được. Tóm lại em hiểu dấu hiệu này, cứ hai cạnh một góc chắc chắn định lý sin, ok chứ? Thế thôi. Và ví dụ hai nhé, để cho 1 2 phút chuẩn bị nhé. Cho tam giác ABC. Đây là 60 độ. Đây là 3, đây là 5. Đây là
Không biết, tính cái này. R nào, tư duy một chút nào. Tính, tư duy một chút nào, tính R. Nói đến R, nghĩ một chút xem nào. Nghĩ một chút, thế cho 2 phút chuẩn bị rồi thì có. Nào, có ý trên bài này không? Tôi không cho ý phụ nữa. Tính error. Mình sẽ làm kiểu gì? Bài này nó là một vận dụng rồi, phải liên kết các công thức. Liên kết các công thức với nhau nha. Nào, có ý tưởng không mình chưa? Thầy không biết Ngọc ạ, thầy thầy chém đề. Nhưng mà Ngọc làm kiểu gì cho ý tưởng đi. Nói cách làm thôi. Em kính BC bằng code. Ok, định vị code rồi tiếp tục. Rồi. Xong rồi là có BC bằng căn 19. Rồi áp dụng định lý sin tìm R. Sin là thành căn 19 trên sin 60 độ Ok, rồi. Ok, tốt. Thì hiểu ý là tưởng rồi. bằng bằng 2 căn 57 trên 3. Ok, rồi. 2R Tốt. bằng 2 căn 57. Rồi, thì hiểu rồi, thì hiểu rồi. Ý của Ngọc này, thì cảm ơn Ngọc. Không cần đi. Nào, ý của Ngọc, nhưng mà mình suy nghĩ này. Bây giờ muốn có R, hiểu vấn đề không? Thì mình phải làm gì? Phải liên hệ công thức. Công thức mà chứa được R, mà có R. Đúng rồi đứa. Muốn tính R mình phải liên hệ công thức mà có R. Thì công thức nào chia định lý gì? Định lý sin. Định lý sin. Em hiểu vấn đề không? Thế là muốn mình nhìn này. Mình muốn có định lý sin thì phải phải làm gì? Phải có hai cạnh và một góc. Hiểu vấn đề không nhỉ? À, hai góc một cạnh. Nhưng mà vấn đề mình hiểu này. Tam giác này này. Nó chỉ cho là hai góc một cạnh thôi. Thì muốn có định lý sin nhá. Thì mình có gì nhỉ? Mình có tỷ số là cạnh chia sin đối diện, sin góc đối diện. Hiểu cách tư duy không? Thế vấn đề mình hiểu này. À, bây giờ mình có góc là góc 60 độ rồi. Thế bây giờ đối diện với góc 60 độ chính là cạnh B. BC, vậy ý tưởng mình sẽ làm gì nhỉ? Mình sẽ dùng tìm cái cạnh gì đây? Ý tưởng mình sẽ tìm cạnh B. BC. M muốn tìm cạnh BC mình dùng định lý gì? Định lý cos. Định lý cos. Đó, vì sao bài này mình dùng định lý cos được? Lý do vì em nhìn này, một tam giác biết hai cạnh ở một góc chắc chắn là định lý cos. Em hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy là cách tư duy mình được nhé. Vậy khi vào bài thì sẽ như sau này, vào bài ấy, mình sẽ có là BC bình bằng gì? Sẽ bằng là định lý cos sẽ bằng gì? AB bình cộng AC bình trừ gì nhỉ? 2 lần AB.
nhân AC, nhưng có bao nhiêu độ cốt của 60 độ? Hiểu không? Cả lớp thay số bao nhiêu? 3 bình cộng 5 bình trừ 2 nhân 3 nhân mấy? Nhân 5 nhân cốt 60 độ. Bấm máy tính bằng bao nhiêu em nhỉ? Bấm máy tính bằng bao nhiêu? Cái này bao nhiêu đây nhỉ? 34 trừ 15 nó sẽ là 10. 19. Ok, vậy BC bằng bao nhiêu? Vậy BC bằng căn 19. Ok, vậy có BC rồi. Có BC mình dễ dàng suy ra tỷ số là cạnh chia theo độ diện, vậy mình sẽ có là định lý sin. Áp dụng định lý sin. Thì mình có là 2R đúng là bằng BC nhân sin A không em? Đúng không? Ở lớp. Thế bằng gì em nhỉ? Thế bằng gì? BC là mấy? BC là căn 19. Chia gì nhỉ? Chia gì? Chia cho căn 3 trên mấy? Căn 3 trên 2. Vậy em bấm tính cho R là bao nhiêu? R sẽ bằng căn 57 phần mấy? 57 phần 3. Đúng không nhỉ? Căn 57 phần 3. Ok. Các lớp hiểu được ý tưởng không? Thế để 1 phút các bạn xem lại nào. Chia thì hỏi. 1 phút xem lại. Xem mặt ý tưởng các bạn nhìn có ok không? Buổi hôm nay mình học khá nhẹ nhàng, mình chỉ học công thức thôi, còn buổi sau mình sẽ học ứng dụng tính toán vào thực tế, kiểu đo núi, đo tòa nhà hay đo cái gì đấy, đo đĩa cổ chẳng hạn, để những bài toán thực tế của định lý sin, định lý cos. Nhưng là đến buổi sau, còn buổi hôm nay mình cứ công thức mà chơi thôi đã. Hiểu được không? Cả lớp các bạn này hiểu được không? Xong thư hiểu không? Xong thư. Ừ, Anh thầy bận sao em ừ? bấm kênh 57,6. Phần 6 á. Em bấm lại đi. Sẽ bấm cái này phần 3. Các bạn giao Vâng. giống thầy không? Hai R mà. Các bạn giao giống giống thầy không nhỉ? À, em quên chị này. Ừ, không sao không sao. Nhưng mà hiểu không? Ủa? Ok. Nào thế là ví dụ 3 nhá, để cho hình vẽ như này nhá. Ví dụ 3 nào. Cho hình vẽ chẳng hạn. Cho hình vẽ nhá. Nào đây là A, đây là B, đây là C, đây là D. Ok không? Thầy cho cạnh CD bằng 5. Được chưa? Cho cạnh CD bằng 5. Góc này là 120 độ. Góc này là 40 độ. Được chưa? Góc này là 40 độ. Rồi, câu hỏi thì rất tình cảm thôi. Câu hỏi rất tình cảm nha. Là cạnh này bằng 5 này. Tính như này. Tính như này cạnh AB bằng bao nhiêu? Rồi, câu này câu khó một chút. Hiện tại là câu khó một chút. Nào, nghĩ xem nào. Nhớ thầy dạy cái cách làm nhé. Muốn tính cạnh thì phải ép vào một tam giác. Hiểu vấn đề không nhỉ? Nhớ ép vào tam giác có thể. Như thế. Muốn tính cạnh thì em nên ép vào tam giác có thể. Nào, thầy cho 5 phút làm thử xem nào. Với quả sát đen nhé. Nghĩ một chút. Cứ lập cái sơ đồ tư duy ra. Tức là muốn có AB thì tam giác nào, và xem tam giác đấy có những yếu tố gì rồi, và mình phải tìm những cái gì nữa. Em hiểu ý đồ không nhỉ? Thế là xong, nó không khó lắm. Nhớ như thế nha.
Mà nghĩ xem nào. Ý tưởng một chút nha. 3 phút này chưa? Các bạn cứ làm thử đi. 3 phút này chưa? Có ai có ý tưởng không? 2 phút nữa. Có ý tưởng thì cứ giơ tay nhé. Tính cạnh AB cho ra tác nào? Tác ra đấy phải biết hai cạnh một góc hoặc là hai góc một cạnh thì vấn đề á. Như thế mà nã thôi. Xấp xỉ 8,14 là các bạn khác thầy không biết đề thầy đang chén đề. Thế là nào bây giờ ý tưởng nhá, bây giờ ý tưởng này muốn tính AB thì phải cho tam giác đúng không? Cho tam giác gì nhỉ? Cho vào tam giác, cho vào một tam giác, tam giác nào? Thấy tam giác ABC đi đúng không? Bây giờ tam giác ABC có những cái gì rồi nào? Có cái gì rồi? Có những góc gì? Góc A bằng 90 độ đúng không? Góc C bằng nhiêu? Góc C bao nhiêu độ nhỉ? Góc C bằng 60 độ. Đúng không? Ở lớp. Vậy mình cần phải tìm thêm một cạnh nữa. Vậy mình cần cái gì nhỉ? Mục tiêu mình cần thêm một cạnh nữa đúng không? Cần cái gì? Cần cạnh gì em nhỉ? Cần cạnh một cạnh nữa, cạnh AC hoặc là cạnh B, BC. Như theo các bạn, cạnh nào mình dễ tính hơn? Mình phải cần thêm một cạnh nữa, AC hoặc BC. Theo các bạn, cạnh nào ngon hơn? AC, BC, cái nào ngon hơn? Là cả lớp cảm giác thôi à, cạnh BC ok thử nhá. Bây giờ muốn cạnh BC mình lại cho vào tam giác, lại cho vào một tam giác, lại cho vào một tam giác nào. Cạnh BC và tam giác nào nhỉ? Tam giác gì? Tam giác BCD đúng không? Cả lớp tam giác BCD mình lại có yếu tố gì rồi à? Rõ ràng BCD này, anh nhìn này, có hai góc chưa, có một cạnh chưa, rồi ok nhỉ. Và dùng định lý gì nhỉ? Định lý gì? Định lý gì? Định lý xin. Ok nhé, vậy ý tưởng là như vậy. Cái sơ đồ nó là như thế này. Ok chưa? Vậy bắt đầu mình triển khai này. Triển khai đầu tiên này. Bắt đầu góc B nhỏ này là bao nhiêu em ơi? Góc B nhỏ này là mấy em nhỉ? Góc B nhỏ này là mấy? Nào. Cho thầy biết góc B nhỏ này là mấy nha. Góc B nhỏ này tổng tam giác BCD bằng 180 độ đúng không? Thì góc B nhỏ sẽ là 2 20 độ. Vậy trong tam giác BCD này cái tỷ số nào mình đã biết? Hai cả lớp chắc thì biết nào. Trong tam giác BCD này, cái tỷ số nào mình đã biết? Đấy em.
cả lớp. Trong tam giác BCD tỉ số nào đã biết? Rõ ràng đây, cạnh CD bằng 5, cạnh CD đối diện góc 20 độ không? Vậy mình sẽ có tỉ số là CD trên sin B, vậy mình sẽ có là gì nhỉ? Định lý sin nhé. Xét tam giác BCD thì mình sẽ có ngay là gì? BC chia sin góc D sẽ bằng CD chia sin gì nhỉ? Sin của 20 độ. Đúng không? Cả lớp bằng bao nhiêu? Bằng 5 chia sin 20 độ. Vậy cho thầy biết BC là mấy? BC sẽ bằng gì? Sẽ bằng 5 nhân sin D chia sin của 20 độ. Đúng không? Cả lớp sẽ bằng gì? 5 nhân mấy em nhỉ? CD là sin bao nhiêu? Sin của 40 độ chia sin của 20 độ. Hỗ trợ thầy Casio xuất điểm bao nhiêu em ơi? Xấp xỉ giúp thầy ra bao nhiêu? Là một bạn hỗ trợ Casio giúp thầy nào. Ra bao nhiêu? Một bạn hỗ trợ thầy phát ra bao nhiêu em nhỉ? 5 nhân sin 40 độ chia sin 20 độ xấp xỉ bao nhiêu em ơi? Xấp xỉ bao nhiêu? Đừng chơi nhau nhé, bạn nào có kết quả cứ chat cho thầy biết. Đừng chơi nhau. Ủa, chưa ai ra à? Này cả lớp. Cứ bấm đi. Thầy không có máy tính ở đây, các bạn chat giúp thầy phát ra bao nhiêu? 9,4. Ok, cảm ơn chị. 9,4. Ok. Vậy bây giờ em có BC chưa? Rõ ràng tam giác ABC vuông không? Vậy em dùng dùng góc tính cạnh AB này. AB đối diện với góc C không? Thì mình sẽ có là xét tam giác vuông ABC, xét tam giác ABC vuông tại A. Thì chúng mày còn nhớ không? Mình có sin. Sin của 60 độ sẽ bằng gì em nhỉ? Sin đi học đối trên huyền sẽ bằng là AB chia BC. Vậy dưới đây mình có là AB bằng gì? AB sẽ bằng gì em nhỉ? Sẽ bằng là BC nhân sin bao nhiêu độ, sin của 60 độ. Nào. Sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng là 9,4 nhân sin bao nhiêu độ, sin của 60 độ. Xấp xỉ bao nhiêu em ơi? Xấp xỉ bao nhiêu? Xấp xỉ bao nhiêu em nhỉ? Giúp thầy phát xấp xỉ bao nhiêu? Mà cả lớp xấp xỉ bao nhiêu? Nào, bấm 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 cái lâu thế, bấm máy tính lâu ấy nhỉ? Đừng chờ nhau cả lớp ơi. 8,14. Ok, cảm ơn Ngọc. 8,14. Rồi, ok cho cả lớp ơi. Vậy xong. Hiểu ý được bài này không? Ngọc ok không Ngọc? Nào bài này hiểu hiểu sơ đồ làm chưa? Các bạn tóm lại nhé. Ngày hôm nay mình học hai định lý cốt và định lý sin. Nhớ muốn dùng cốt khi nào? Khi biết hai cạnh ở một góc. Và muốn dùng sin khi nào? Ngược lại. Biết hai góc ở một cạnh. Và nhớ cách tính cạnh này. Muốn tính cạnh thì em phải cho vào tam giác. Mà tam giác đây phải có những yếu tố gì? Biết hai cạnh vào một góc hoặc là hai góc vào một một cạnh. Em hiểu vấn đề không? Cứ lập cho thầy cái sơ đồ này ra. Lập sơ đồ tư duy này ra là được. Ok không nhỉ? Minh Thư hiểu không Minh Thư? Thùy Chi hiểu bài này không? Có. Thu Hiền hiểu không Thu Hiền? Có ạ. Ok. Hà Linh nghe hiểu chứ? Có ạ. Cẩm Ly ok không? Có. Hòa vừa vãi. Sao giờ này không hiểu rồi. Nói đi các bạn, gì xem lại video nhé. Thì sẽ gửi các bạn sau. Còn phiếu bài tập thì
Buổi sau mình sẽ phát lại cho các bạn phiếu bài tập. Ok chưa? Thôi thì tôi chào cả lớp, muộn rồi. Nghỉ đi mấy đứa. Bye bye.